Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6, chương trình sẽ có các tin chính sau. Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại tỉnh Thái Bình. Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả thực hiện chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại tỉnh Thái Bình. Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh Thái Bình đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, bám sát tình hình, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và thực tiễn của địa phương đơn vị để cụ thể hóa các kế hoạch, văn bản hướng dẫn các cơ sở đảng thực hiện quy trình về công tác chuẩn bị các nội dung đại hội, thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở, tăng cường kiểm tra giám sát, giao ban rút kinh nghiệm kịp thời để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, nhất là những đơn vị có khó khăn trong quá trình chuẩn bị đại hội. Kết quả đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2020, 100% số tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành xong đại hội, hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra. Đến nay đã có 6 trên 13 đảng bộ cấp trên cơ sở đại hội, các đảng bộ còn lại dự kiến đến trung tuần tháng 7 hoàn thành đại hội. Đáng chú ý, Thái Bình đã có 55 đảng bộ cơ sở được xét chọn thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, song song với tổ chức đại hội đảng các cấp, tỉnh Thái Bình hiện đang tập trung cho phát triển kinh tế xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh và chuẩn bị chu đáo các bước để tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 trong thời gian tới. Song song với việc tổ chức đại hội đảng các cấp, song song với việc giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn thì vẫn không quên và lại phải càng tăng cường thêm đẩy mạnh cái công tác phát triển kinh tế xã hội, giải quyết an sinh xã hội, lo cho đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cũng như là chăm lo đời sống của nhân dân. Cán bộ ở các cấp thì trước, trong và sau đại hội thì không có cái bước hụt hẫng, không có bước lừng chừng, và ngay sau đại hội kiện toàn ngay và để anh em tập trung ngay vào công việc. Nhưng mặt khác là có đủ thời gian để chuẩn bị tốt hơn, rà soát mọi mặt để chuẩn bị tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và sự đoàn kết của tỉnh Thái Bình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức đại hội đảng các cấp, đảm bảo yêu cầu và đúng tiến độ đề ra. Song song với đó là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh Thái Bình, bên cạnh tổ chức đại hội đảng các cấp thì tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến vào các văn kiện tại đại hội lần thứ 13 của Đảng. Quá trình tổ chức đại hội các cấp thì quan tâm cái công việc đóng góp cho đại hội toàn quốc lần thứ 13. Cố gắng làm sao tạo cái không khí không chỉ góp ý cho các văn kiện của mình, mà các văn kiện dự thảo của đại hội 13 đã gửi xuống rồi, thì các đồng chí tiếp tục tạo cái không khí thảo luận. Bởi vì lần này mình đưa ra những cái mục tiêu rất rõ ràng cụ thể. Mình cần ý kiến của các cán bộ đảng viên từ cấp cơ sở cho đến đại hội toàn quốc để mình đưa ra các quyết định, không phải chỉ là tới 2025 mà còn 2030 và còn là tầm nhìn tới 2045. Và nếu có sự đồng thuận cao, quyết tâm cao thì những cái mục tiêu đó mới có thể đi đến đích được. Thì tôi xin đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm để mà thảo luận không chỉ là văn kiện của tỉnh mà còn văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
Đồng chí trưởng ban dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh, tỉnh Thái Bình cần tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đạt hiệu quả cao, từ đó chuẩn bị chu đáo các bước cho đại hội đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Nhất là đây, những cái hạn chế trong báo cáo thì các đồng chí cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để làm sao cho cái cấp huyện, thành phố là những cái vấn đề này nó được xử lý. Ví dụ như chất lượng của báo cáo thì bây giờ vẫn còn cơ hội để tiếp tục hoàn thiện trình ra tại các đại hội. Rồi báo cáo kiểm điểm, rồi tạo cái không khí để thảo luận, đóng góp cho thực chất. Những cái điểm mà còn khó khăn á, thì cần quan tâm tập trung thảo luận nhiều hơn. Và đề nghị là Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải có giải pháp để mà tiếp tục chỉ đạo. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh Thái Bình cần nghiên cứu và thảo luận kỹ các chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới, sao cho sát thực và phù hợp với tình hình thực tế, cũng như xu thế phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục ra soát và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương sau chỉ thị 35 để triển khai tổ chức đại hội các cấp. Đồng chí cũng tiếp thu một số ý kiến kiến nghị của tỉnh Thái Bình, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí trưởng ban dân vận Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Bình sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Theo báo cáo của huyện Quỳnh Phụ, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 tháng 7 năm 2020. Nhiệm kỳ tới, Quỳnh Phụ đặt ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, nhấn mạnh tới 8 nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá với nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tập trung cao cho phát triển công nghiệp, phấn đấu công nghiệp xây dựng phải đạt trên 76% trong cơ cấu kinh tế, thu ngân sách phải tăng bình quân 10% trên một năm. Có từ 10 xã trở lên đạt nông thôn mới nâng cao và 3 xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng một người một năm. Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao huyện Quỳnh Phụ thời gian qua đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đủ các điều kiện tiến tới tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16. Đồng chí lưu ý huyện Quỳnh Phụ trình bày các báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích và cụ thể các nhiệm vụ hơn, chuẩn hóa lại một số số liệu cho phù hợp với thực tế, phải nhìn nhận rõ những tồn tại hạn chế để có giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Quỳnh Phụ cần phải dự báo tốt tình hình hiện nay để phát huy hết các tiềm năng thế mạnh cho phát triển kinh tế xã hội. Thế rồi cái lợi thế đó có phải là cái khu công nghiệp Thaco đang sắp sửa được khởi công xây dựng đây? Chắc chắn sẽ là một điểm sáng không chỉ về công nghiệp mà là còn là một cơ hội để phát triển nông nghiệp theo phương thức mới lên một tầm cao mới. Thế rồi chúng ta còn những cái lợi thế khác. Trên địa bàn chúng ta có 2 khu công nghiệp lớn, rồi các cụm công nghiệp, mà cái quan trọng hơn là vị trí gần với thành phố Hải Phòng. Thì tất cả những điều đó thì cần phải được nghiên cứu, đánh giá, làm rõ, thấy được cái lợi thế, cái tiềm năng thế mạnh dư địa của mình, nhưng cũng thấy được cái trách nhiệm, thấy được cái yêu cầu phát triển mới trong thời gian tới. Thì các đồng chí mới có thể đề ra được các cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nó sát đúng với tình hình thực tế, nó phù hợp với yêu cầu phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quỳnh Phụ cần phải đặt ra những nhiệm vụ, mục tiêu lớn, cụ thể, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương và có tính chiến lược lâu dài trong nhiệm kỳ tới, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của huyện giai đoạn tiếp theo. Đồng chí đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp hôm nay để nghiên cứu thảo luận, đề ra các kế hoạch, mục tiêu cụ thể, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến về nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 2 năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình trực tiếp truyền đạt nội dung.
Đồng chí Phạm Văn Tuân thông báo những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, những diễn biến mới về tình hình Biển Đông hiện nay. Thông qua nhiều nghị quyết, giải pháp được ban hành, nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân lúc này là phải sớm vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây nên, tận dụng lợi thế của đất nước, đặc biệt khi đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU để sớm phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, rút kinh nghiệm, bài học trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay tại huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Dự lễ công bố có đại diện các cơ quan trung ương, tổ chức quốc tế. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy nằm trên địa giới xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền. Khu bảo tồn có tổng diện tích 6.560 ha, trong đó gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 1.500 ha, phân khu phục hồi sinh thái 4.800 ha, phân khu dịch vụ hành chính 260 ha. Khu bảo tồn có mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học ven biển, đặc biệt bảo tồn các loài chim di cư trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu, duy trì cân bằng sinh thái, an ninh môi trường, giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phục hồi và phát triển các quần thể thủy sản có giá trị kinh tế, gia tăng trữ lượng và khả năng khai thác. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của khu bảo tồn trong hệ sinh thái toàn cầu và tin tưởng khu bảo tồn sẽ được quản lý tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Đề nghị các sở ngành địa phương liên quan bố trí sắp xếp bộ máy ban quản lý khu bảo tồn theo hướng hợp lý, hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân trong bảo vệ bền vững, phát triển hệ sinh thái biển. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị trong huyện Kiến Sương tiếp tục ổn định, các nhiệm vụ chính trị cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 25 đã đề ra. Kinh tế của Kiến Sương đã đạt mức tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất 5 năm qua tăng bình quân 9,85% một năm, vượt mức đại hội đề ra là 8,52%. Trong đó đáng chú ý, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của riêng năm 2020 ước đạt trên 2.945 tỷ đồng. Một dấu mốc quan trọng được kể đến đó là hết năm 2019, Kiến Sương đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Kết quả này là sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân. Trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 6 tới đây, Đại hội Đảng bộ huyện Kiến Sương lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 đến 2025 sẽ diễn ra. Đại hội đánh giá kết quả đạt được từ nhiệm kỳ qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới. Với tinh thần tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Kiến Sương phát triển nhanh, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trung bình mỗi ngày có khoảng 800 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn của tỉnh Thái Bình. Để bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn, Thái Bình đã áp dụng một số giải pháp như chôn lấp, ủ phân vi sinh và mới đây là công nghệ lò đốt rác. Tuy nhiên đến nay, những giải pháp trên đang dần bộc lộ những hạn chế. Quý vị và các bạn hãy cùng biên tập viên Thúy Quỳnh tìm hiểu về vấn đề này tại cơ sở. Vâng, thưa quý vị, với mục tiêu xóa bỏ dần việc xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn theo hình thức chôn lấp thủ công, ngay từ năm 2015, tỉnh Thái Bình đã chú trọng đầu tư xây dựng các lò đốt rác tập trung tại các xã, hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu tới môi trường. Từ năm 2015 đến nay, Thái Bình đã hỗ trợ xây dựng được hơn 100 lò đốt rác tại các xã trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có cơ chế hỗ trợ cho đầu tư và vận hành xử lý rác bằng công nghệ lò đốt. Nhờ có cơ chế hỗ trợ đó, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, nên thời gian qua, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đã được quan tâm đúng mức, có sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, do tỷ suất đầu tư thấp nên độ bền của các lò đốt không cao, nên đến nay, nhiều lò hiện không còn phù hợp với Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về môi trường. Hơn nữa, lượng rác thải sinh hoạt nông thôn ngày càng lớn mà lại không được phân loại từ nguồn, gây khó khăn cho việc xử lý triệt để bằng lò đốt mini.
Vâng thưa quý vị, lò đốt rác thải vốn là kỳ vọng của nhiều địa phương trong việc xử lý rác thải sinh hoạt. Sau khi mà việc xử lý môi trường từ rác thải chưa thay đổi, lại còn phải gánh thêm những tác hại từ lò đốt, thì việc bỏ hoang các lò đốt rác lại càng làm tăng nỗi thất vọng trong người dân. Bãi rác thải sinh hoạt tập trung của xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Mỗi ngày hai lần, chiếc máy xúc này chỉ làm một công việc, đó là cào và dọn rác. Ngày qua ngày, rác cứ chất cao như núi, mặc dù ngay sát đó có một lò đốt rác. Không phải cái lò này dừng là tại vì nó hỏng cái này, với lại nó khói cháy vào đây là nó ô nhiễm môi trường, là dân họ không cho đốt nữa. Lò đốt rác xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng xây dựng từ năm 2015. Sau 5 năm hoạt động, đến nay rất nhiều bộ phận máy móc xuống cấp. Công suất đốt của lò hiện chỉ đáp ứng 1/3 tổng lượng rác thải sinh hoạt của xã mỗi ngày. Còn đây là lò đốt rác thải sinh hoạt của xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư. Sau 6 năm hoạt động thì giờ là như thế này. Xuống cấp, nhếch nhác và mất vệ sinh. Hiện nay cái lò nó xuống cấp rất nghiêm trọng rồi. Lượng rác nó quá lớn. Nó quá vượt quá với khả năng của cái vận hành của cái lò đốt rác này. Theo những người trực tiếp vận hành và quản lý lò đốt rác, thì một trong những nguyên nhân mà các lò đốt nhanh xuống cấp đó là lượng rác thải nhiều, việc phân loại không làm xuể. Chính vì vậy, tất cả các loại rác đều được cho hết vào lò đốt. Ni lông là cũng coi như là họ nhặt vội, đồng rác họ nhặt vội. Nhưng mà còn thì rau dưa này khác, bởi vì nó không có coi như là ở phân vi sinh nên là rồi cũng cào lên rồi là đốt hết. Thực trạng cho đến nay thì các cái lò đốt với công suất nhỏ lẻ thì một số các cái lò đốt đã bị hư hỏng và xuống cấp. Do vậy là các địa phương là chủ yếu tập trung cho cái phân loại và xử lý chôn lấp. Lãng phí sự đầu tư, loay hoay trong tìm phương án thay thế. Để rồi như xã Vũ Hội, rác cứ ngày chất lên thành núi. Và người dân thì cứ phải chịu khổ bao năm vì phải sống chung với bãi rác này. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có những chỉ đạo về việc quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện, liên huyện để thu hút các nhà đầu tư. Đây được xem là hướng đi phù hợp và nhận được sự đồng tình cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có kết luận số 947 về việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt tại các xã thị trấn và việc thu gom xử lý chất thải rắn của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Theo đó, mỗi huyện phải tự lựa chọn vị trí quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung có diện tích từ 7 đến 10 hecta, nằm cách xa các khu dân cư lân cận tối thiểu từ 600 m trở lên, thuận lợi về giao thông, đảm bảo các yếu tố về hướng gió chính và nguồn nước. Về cái chủ trương mà quy hoạch cái lò khu xử lý rác thải tập trung trên toàn huyện, đây là một cái chủ trương hết sức đúng đắn và nó phù hợp với cái việc bảo vệ môi trường bền vững. Thứ nhất là về cái quy mô lớn với công nghệ tiên tiến hiện đại thì nó sẽ xử lý cái triệt để cái số lượng rác thải ngày càng gia tăng. Thì với cái định hướng chủ trương của tỉnh ủy, ban tỉnh thì trong cái giai đoạn tới thì mỗi huyện thì sẽ nghiên cứu tham mưu đề xuất một cái khu xử lý rác thải sinh hoạt với quy mô từ 7 đến 10 hecta là một trong những cái định hướng rất đúng, phù hợp với cái tình hình thực tế. Cho đến nay, hầu hết các huyện đã lựa chọn được vị trí phù hợp và đang hoàn thiện các quy hoạch. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư và công nghệ xử lý rác và các điều kiện cần thiết vẫn là khâu then chốt khi triển khai thực hiện. Để thu hút được các nhà đầu tư vào thì cơ chế chính sách của tỉnh phải cụ thể ngay từ bước đầu về kinh phí xử lý. Cụ thể nó là bao nhiêu tiền một tấn mà không mang tính chất phân biệt các loại công nghệ, miễn sao công nghệ đó người ta xử lý được tốt mà đảm bảo được môi trường. Quy hoạch các khu xử lý rác thải tập trung sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng chôn lấp rác thải sinh hoạt cũng như khắc phục những hạn chế trong quá trình xử lý rác bằng lò đốt ở một số địa phương hiện nay. Đồng thời sẽ giúp việc phân loại rác triệt để ngay từ đầu nguồn và quá trình thu gom. Cái việc đầu tư này ta sẽ tiết kiệm được các quỹ đất để mà dành đầu tư cho sự phân tán. Hai là ta tập trung đầu tư được các dây chuyền công nghệ để đảm bảo xử lý nó phù hợp, nó đảm bảo cái chất lượng môi trường.
Các xã thị trấn cần tập trung chỉ đạo xử lý trong điều kiện cụ thể của mình để bảo đảm vấn đề rác thải không còn là bức xúc trong nhân dân, phải gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đảm bảo môi trường sống của người dân không bị ô nhiễm. Đó cũng là tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt tại các xã thị trấn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, vấn nạn rác thải sinh hoạt ở nông thôn tỉnh Thái Bình sẽ sớm được giải quyết để không còn là nỗi ám ảnh đối với mỗi người dân. Thúy Quỳnh, phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Kết thúc chiến tranh, tỉnh Thái Bình có hơn 5,1 vạn liệt sĩ, 3,2 vạn thương binh và trên 3 vạn người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học da cam dioxin từ chiến trường. Do vậy, những năm qua, việc thực hiện chế độ chính sách, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin luôn được Thái Bình chú trọng triển khai kịp thời. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 43 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh đã vận động tạo nguồn lực 25 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được sử dụng để duy trì việc trợ cấp khó khăn, củng cố các hoạt động của trung tâm tẩy độc, trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân chất độc da cam dioxin. Hàng năm vào ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8 và các dịp lễ Tết, các cấp hội đều hỗ trợ kinh phí để tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho người có công là nạn nhân chất độc da cam dioxin và hỗ trợ kinh phí để tặng quà con cháu các nạn nhân. Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh các cấp ngành đoàn thể cần có sự đồng cảm chia sẻ, giúp đỡ để những nạn nhân chất độc da cam dioxin sẽ có cuộc sống ngày một tốt hơn. Thái Bình tiếp tục kiến nghị với nhà nước có những sự quan tâm hơn nữa đối với những nạn nhân chất độc da cam dioxin này. Có 28 gia đình được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 do Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh Thái Bình tổ chức vào sáng nay. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tới dự. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Ở Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm của tỉnh Thái Bình đều đạt trên 90%. Hiện nay, Thái Bình triển khai hơn 60 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời 100% số xã phường thiết lập số điện thoại đường dây nóng về bạo lực gia đình và xây dựng được 851 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, hơn 2.000 tổ hòa giải. Tại hội nghị, đã biểu dương khen thưởng cho 28 gia đình tiêu biểu, đồng thời trao giấy chứng nhận cho tác giả 16 tác phẩm tranh, 30 tác phẩm ảnh tiêu biểu về mái ấm gia đình Việt. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, nên ngày hôm nay 24 tháng 6, Thái Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày, phổ biến từ 30 đến 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ, vì vậy sốc nhiệt và kiệt sức có thể xảy ra. Để ngăn ngừa tình trạng này, quý vị và các bạn tham khảo chỉ dẫn sau đây. Dấu hiệu nhận biết kiệt sức do nắng nóng: đổ mồ hôi, xanh xao, chuột rút, mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn và có thể ngất xỉu. Biện pháp ngăn ngừa kiệt sức do nắng nóng: tăng cường nước hoặc uống nước thể thao và tránh sử dụng đồ uống có chứa caffeine, có cồn vì chúng dễ gây mất nước. Mặc quần áo thoáng mát khi ra ngoài trời nắng. Hãy cố gắng tập thể dục vào thời điểm mát mẻ như buổi sáng hoặc buổi tối. Xác định việc vận động, thu hồi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an huyện Hưng Hà đã tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chỉ tính từ đầu tháng 3 năm 2020 đến nay, Công an huyện Hưng Hà đã thu hồi và vận động nhân dân giao nộp 12 khẩu súng bắn đạn cao su, 63 gậy điện, 53 bình xịt hơi cay, 180 gậy cao su cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác. Tuy nhiên, qua công tác rà soát nắm tình hình, việc tàng trữ sử dụng các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân vẫn còn tiềm ẩn. Do vậy, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cần phải được tăng cường và thực hiện thường xuyên liên tục.
Thời gian tới, Công an huyện Hưng Hà sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TVTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.